Đôi nét về diễn viên hài Anh Đức. Anh Đức là một nam diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến với tính cách hiền lành và hài hước. Anh đã có nhiều thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng lại giữ đời tư khá kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm của anh. Xuất hiện trên sóng truyền hình thường xuyên, không ai không biết đến cái tên Anh Đức. Tên thật của anh là Tạ Anh Đức, sinh năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, trong hoạt động nghệ thuật, anh được biết đến nhiều vai trò khác nhau, điển hình như ca sĩ, người dẫn chương trình, nhà sản xuất, biên kịch và diễn viên. Trong đó lĩnh vực diễn viên là nổi bật nhất, cũng như để lại nhiều ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ. Diễn viên Anh Đức sở hữu vẻ ngoài ấn tượng. Mặc dù sắc vóc không quá xuất chúng, nhưng không hề kém cạnh khi đứng cạnh bất kỳ một tài tử nào. Đặc biệt, anh sở hữu gương mặt hiền lành, chân thật và chất phác. Cũng nhờ đó ở mỗi chương trình hay vai diễn, anh đều tạo được thiện cảm với khán giả. Anh từng xuất hiện trên các sân khấu kịch trong các vở như Tội ác quyền lực, Hồn trinh nữ, Trò chơi của quỷ, Xác trôi sông và các bộ phim truyền hình như Đời, Hai gia đình, Khi yêu đừng nói chia tay, Hạnh phúc muộn màng. Anh Đức có người bạn thân là Trấn Thành, nhưng hai người lại có sự khác biệt nhau. Nếu Trấn Thành thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, thì anh Đức lại khá kín tiếng. Thế nên với khán giả màn ảnh nhỏ, anh Đức luôn là cái tên tạo sự chú ý và tò mò, đặc biệt với fan hâm mộ. Trấn Thành và anh Đức từng là những người bạn học chung với nhau từ hồi cấp 2 cho tới cấp 3, cho nên rất hiểu ý nhau trong cuộc sống. Sau khi cả hai cùng tốt nghiệp khóa 2006-2009, khoa diễn viên trường sân khấu điện ảnh, cả hai đã quyết định thành lập nhóm hài Trấn Thành Anh Đức, sau đó bắt đầu tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh Đức và Trấn Thành kết hợp với nhau khá ăn ý trong một số tiểu phẩm hài như Lộn tiệm, Giải hạn, Cây cầu dừa, Đôi bạn xui ra và một số tiểu phẩm khác. Làng hài sở hữu hai chiếc răng khểnh đặc biệt, nó chính là thương hiệu của Anh Đức. Anh kể, cũng tại cái mặt vậy lại đen thui, gầy gầy, hồi xưa thi vô trường sân khấu, thầy giáo chấm thi, ngán nhan sắc của Đức lắm. May sao, tài năng bù nhan sắc, Đức vô trường nhẹ tênh. Nhắc con điểm 10 vòng năng khiếu, mắt Đức hấp háy niềm vui. Ngả rẽ xuất hiện lúc kết thúc phổ thông. Trấn Thành thi đậu gọn hơ vô trường sân khấu, bạn phụ diễn với Trấn Thành không ai khác là anh Đức. Còn cậu chàng trượt nguyện vọng theo ngành của ba, tiếp tục luyện thi lại, chờ năm sau. Ngày thi gần kề, Trấn Thành lại rủ dì, tỉ tê, ê, tao thấy mày có khiếu lắm nha, hay thi thử đi mày. Vậy là thi, bạn phụ diễn đương nhiên là Trấn Thành. Nghe con quyết theo học sân khấu, ba má của anh Đức không cản. Chỉ nhẹ nhàng bảo, đã chọn thì phải theo tới cùng. Đừng để bản thân sau này phải khổ. Đức nói, em theo nghề tại em nghĩ với số điểm đó, có lẽ mình cũng không tệ đâu ha. Mà cho tới bây giờ, em vẫn xem đó là một nghề như bao nghề khác trong xã hội này, chứ không nghĩ mình làm để được nổi tiếng gì đâu. Trấn Thành sôi nổi, náo nhiệt bấy nhiêu thì anh Đức bù trừ cho bạn chừng ấy. Trấn Thành trên sân khấu dần dần thế nào, bước ra ngoài rộn ràng, vui tươi, hoạt ngôn y vậy. Còn anh Đức, có cảm giác trên sân khấu, anh Đức sống một phần đời khác. Có lẽ, chính cái suy nghĩ làm nghề cần mẫn như bao nghề khác, nên anh Đức cứ thầm lặng làm nghề như con kiến tha mồi về tổ. Cứ ngày này qua ngày khác, tích lũy dần. Giờ thì, anh Đức ngoài diễn viên, còn có thể tổ chức vở diễn, viết kịch bản, sản xuất chương trình. Anh đã có nhiều vai diễn thành công trên màn ảnh trong năm 2017. Anh Đức đã quyết định bỏ tiền túi của mình để thực hiện bộ phim kinh dị mang tên Rằm tháng 7. Bộ phim gồm 5 tập, cùng với sự góp mặt của Trấn Thành, Cát Phượng, Mạc Văn Khoa, La Thành, Hoàng Phi và bé An Khang, đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau. Anh Đức có phong cách diễn tỉnh mà mặn mòi, chứ không phải nhạt như nhiều diễn viên khác. Điều này giúp anh để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, anh Đức đã có nhiều vai diễn đáng nhớ và được khán giả yêu mến. Ngoài tham gia các bộ phim, anh còn tham gia nhiều chương trình game show giải trí như Người ấy là ai,
nhanh như chớp, bức tường lửa. Bên cạnh đó anh còn tham gia chương trình thực tế sau nhập ngũ và hoàn toàn thể hiện tốt. Bên cạnh đó, anh Đức còn giữ chức vụ giám đốc truyền thông của một công ty lớn, chuyên đào tạo và lên chiến lược marketing hiệu quả cho những người nổi tiếng. Về đời tư, cho đến nay anh Đức vẫn chưa có mối tình chính thức nào được công khai. Trước đó, anh từng có mối tình học đường với Lâm Vĩ Dạ, tuy nhiên đã chia tay. Có nhiều tin đồn về những mối quan hệ của anh Đức với các người đẹp khác, nhưng đều chưa được xác nhận. Mặc dù người bạn thân Trấn Thành luôn cố gắng giao bán anh Đức với những người quen của mình, nhưng cho đến hiện tại, anh Đức vẫn độc thân, cũng như chưa có thông tin về mối tình mới của mình. Bạn đang xem video tại kênh Thế Giới Người Nổi Tiếng. Xin chào và hẹn gặp lại!